u là trời, hôm nay Ngọc Ánh sẽ quay cho quý vị đang theo dõi kênh Nhà Tốt một cái dự án 5 căn nhà giá rẻ nhất tính đến thời điểm hiện tại. Rẻ ở đây là giá bao nhiêu? 1 tỷ 500 triệu đồng một căn, sở hữu ngay trong mình một căn nhà 35m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, cả nhà và đất chỉ có 1 tỷ 500 triệu đồng. Nhấn mạnh lại cho các bác như thế, với cái căn nhà này sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, đường ngõ trước nhà quay thực tế cho quý vị đây. Ngõ trước nhà 2,5m và cách với trục đường ô tô đi lại ở đây nó là khoảng tầm 100m. Với cái 5 căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong và đã bán 3 căn, chỉ còn 2 nha quý vị. Đã bán 3, chỉ còn 2, Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại cho mọi người. Và Ngọc Ánh sẽ quay một trong 2 căn còn lại để gửi tới cho quý vị. Với đây, ngõ thực tế ở trước nhà đây mọi người nha. Rất là rộng, cách với đường ô tô 100m. Vị trí căn nhà này gần với gì ạ? Gần với trường đại học thể dục thể thao. Cụ thể thì nó là thuộc Trương Mỹ, thành phố Hà Nội mọi người ạ. Với 5 căn nhà này thì sổ đỏ riêng biệt từng căn, diện tích là 34,2m² trên sổ đỏ, có căn 35m thì đã bán rồi. Và với cái căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết quý vị ạ. Còn một chút về cái phần đấu điện nữa thôi là đã xong. Và Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới cho quý vị để xem quý vị nào có nhanh tay thì chốt được một trong 2 căn còn lại với giá ưu đãi nhất 1 tỷ 500 triệu đồng, sổ đỏ bán giao nhà luôn. Với cái phần hoàn thiện 5 căn như nhau, phần mặt tiền của ngôi nhà thì cái hướng nhà này nó là hướng Tây Nam mọi người nha. Đường ngõ rất là thông thoáng. Với cái vị trí này thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với mọi người, nó là thuộc ven đô Hà Nội, nó nằm trong một khu dân cư, nó không quá hiện tại với cái vị trí này nhá. Ngọc Ánh sẽ chia sẻ luôn, nó không quá đông đúc để cho quý vị có thể lựa chọn nếu như quý vị nào mà muốn ở một cái nơi yên tĩnh, không khí thoáng đãng thì căn nhà này rất là phù hợp. Tiếp theo, nó sẽ phù hợp với quý vị nào đang đi làm ở khu vực Hà Đông hoặc đang đi làm ở khu vực Trương Mỹ, thì nó sẽ phù hợp với những cái phân khúc khách hàng đi làm ở đó và con cái học hành tiện lợi ở đó. Không phù hợp với quý vị nào làm ở tận Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng hoặc là Đống Đa, Hà Nội. Nói chung là với căn nhà này ngoài đã chia sẻ rất là sâu sắc, rất là kỹ. Với cái giá bán cho một căn nhà 4 tầng xây mới 1 tỷ 500 triệu đồng, quá rẻ và rẻ nhất ở trong phân khúc trong bảng hàng của Nhà Tốt tính đến thời điểm hiện tại. Sau đây mời mọi người theo em theo dõi với cái thiết kế căn nhà này ra sao. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Của rẻ có phải quá ôi không? Không phải mọi người nhá. Với một cái căn nhà xây dựng này, chắc chắn quý vị sẽ nghĩ rằng căn nhà này nó rẻ như thế này thì chắc chất lượng xây dựng. Mọi người cứ hoàn toàn yên tâm, chủ nhà bán hàng rất là uy tín. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai, vẫn có bảo hành. Và thứ ba, đó là cái căn nhà này ấy, nó ở vùng ven, cho nên là quý chủ đầu tư mua được cái giá đất rẻ, cho nên xây lên cái giá nhà nó là hợp lý thôi mọi người ạ. Còn nếu như mà đúng một căn nhà này ở trong trung tâm thì chắc chắn là cái giá của nó hoàn toàn khác. Và chất lượng xây dựng ra sao thì mời mọi người theo em vào khám phá. Đây là tầng 1 của ngôi nhà và đây là phần phòng khách với cái diện tích 34,2m². Mặt tiền của cái căn nhà này là 4m29, rất là rộng. Căn nhà này có nở hậu 30 phân mọi người nha. Đó, với cái phần phòng khách hoàn thiện cũng rất là chỉn chu. Căn nhà này thì nó thiếu một chút là lắp điện và nữa là xong. Đấu điện vào nữa thôi mọi người ạ. Nhưng mà tuy nhiên Ngọc Ánh vẫn cứ quay gửi tới mọi người. Ở đây là cái hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Điện thì đã lắp đặt hết rồi. Đó. Đây là cái phần quạt trần mà chủ nhà lắp cho mình. Và đây là cái phần phòng bếp rất là rộng. Đây. Chỉ còn 2 căn thôi nha mọi người, còn 3 căn thì đã có chủ rồi. Chỉ còn 3 căn giá rẻ 1 tỷ 500 triệu đồng thôi. Đây là cái không gian phòng bếp của ngôi nhà. Cái căn nhà này nở hậu cho nên mọi người có thể nhìn hậu đằng sau đây. Nó khá là rộng, nở mất 30 phân mọi người ạ. Đấy. Quý vị nào mà thích nhà đất nở hậu thì đừng bỏ lỡ căn nhà. Với cái căn nhà này đây thì phần tủ bếp thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ tự nhiên mọi người nha. Đấy. Không phải là rẻ mà cái chất lượng xây dựng cũng như là cái chất lượng tạo nên cái phần hoàn thiện ngôi nhà này là không ok. Đây, tất cả tủ bếp, mặt bếp thì ốp đá granite và xung quanh bếp cũng được ốp gạch. Căn nhà này thì thoáng, cả cái phần đằng sau có cửa sổ và bên trong là có đèn led trang trí. Đấy, hồ sơ điện nước đầy đủ cho quý vị. Theo đúng như hiện trạng căn nhà này thì vừa mới dọn dẹp xong hết, có thể dọn đồ về và ở được luôn. Phần tầng 1 ngoài cái phần phòng khách này, phòng bếp này thì ở đây còn một cái phần để phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1 nho nhỏ, đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà. Với dự án 5 căn nhà này thì đã có cổng riêng, ngõ riêng. Bởi vậy cho nên nếu như quý vị nào về mà ở 5 căn nhà này, 5 chủ nhân có thể bàn nhau làm một cái
cái mái thì quý vị có thể để xe ở bên ngoài và không phải dắt xe vào trong nhà, cũng rất là hợp lý. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế là gỗ. Và đây vách lam ở đây mọi người ạ, ngăn cách giữa phần cầu thang và cái phần phòng khách. Đấy. Nói chung là anh sẽ review rất là kỹ cho quý vị nào có nhu cầu tìm nhà giá rẻ mà thuận tiện cho quý vị đi làm ở cái cung đường như ông anh vừa chia sẻ nha. Mời mọi người theo em nên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Mặc dù là chưa có điện mọi người ạ, tuy nhiên thì cái ánh sáng vào trong ngôi nhà này, vào trong các phòng là không thiếu. Trên tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như sau: phòng trước, phòng sau, cầu thang ở giữa, cũng như là phòng vệ sinh ở giữa. Thì đây là cái căn phòng ngủ ở phía bên trong của ngôi nhà. Với cái căn nhà này ấy, thì tầng 2 không thiết kế trần thạch cao mà thiết kế trần thường nha mọi người. Cửa sổ thông thoáng hướng ra phía đằng sau đây. Đó. Cửa sổ được thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Và cái căn phòng này thì đây mọi người có thể nhìn thực tế nó khoảng tầm 10m², cũng rất là dễ dàng kê đồ nội thất. Tiếp theo mời mọi người theo em nên khám phá tiếp theo cái phòng ngủ ở phía bên ngoài. Đây là phòng ngủ phía bên ngoài của ngôi nhà mọi người nha. Đây. Khá là hợp lý, không có điện đâu nhưng mà ánh sáng ngập tràn. Tất cả các phòng ngủ đều được chủ đầu tư thiết kế lắp đặt đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa cho mình rồi. Và với cái căn nhà này thì xung quanh cây cối còn rất là nhiều, rất là thoáng, không khí rất là ok mọi người nha. Đó. Phòng vệ sinh ở phía tầng 2 của ngôi nhà, đầy đủ thiết bị vệ sinh, vòi xịt, vòi rửa, bồn cầu, bàn lavabo để cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Hành lang đi vào của cái phần cầu thang này giữa các phòng nó rất là rộng mọi người ạ, nó phải tầm hai viên gạch, mà gạch này nó là gạch 60, nó khoảng tầm 1,5m đây nếu như tính từ đây trở lại. Và mời theo em lên khám phá tầng 3. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy với cái căn nhà này ấy, 1.500.000.000 dành cho một ngôi nhà 4 tầng thiết kế 4 phòng ngủ riêng biệt. Ở phía dưới tầng 1 thì phòng khách, phòng bếp. Ở trên phía tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế mỗi một tầng gồm 2 phòng ngủ cũng như là một phòng vệ sinh ở giữa. Với vị trí căn nhà này thì nó cách với trường đại học thể dục thể thao nó đâu đấy khoảng tầm 500m mọi người ạ. Đi lại giao thông thì cũng khá là thuận tiện. Đi ra tới đường trục đường quốc lộ 6 thì nó khoảng tầm 700m, hoặc là quý vị đi từ cái căn nhà này nó có một cái đường đi qua cái địa phận của Quốc Oai để đi ra tới khu đô thị Đô Nghĩa cũng khá là gần. Nói chung với cái tầm giá này mà cả nhà cả đất thì quý vị chắc chắn là phải đi làm xa hơn và phù hợp với lại cái đối tượng khách hàng đi làm loanh quanh đây thôi. Mời theo em lên khám phá tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà. Với một cái căn nhà giá rẻ mà lại đáp ứng được toàn bộ cái công năng sử dụng của một hộ gia đình thì như thế nào ạ? Phòng 4 phòng ngủ này, phòng khách, phòng bếp và trên tầng 4 của ngôi nhà. Ở đây có một cái ô giếng trời cực kỳ thoáng để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, trên tầng 4 còn thiết kế một phòng thờ riêng biệt. Nếu như quý vị không sử dụng phòng này làm phòng thờ và có thể sử dụng làm phòng ngủ, phòng làm việc thì được hẳn là 5 phòng ngủ nha mọi người. Đó. Và tiếp theo, đây là phần sân phơi, phần còn lại của ngôi nhà. Sân phơi rất là rộng, xung quanh là được bao quanh, được lắp chuồng cọp đầy đủ và ở trên là bắn mái tôn, rất là thoáng. Đây thực ra thì quý vị có thể nhìn thực tế nhá, Ngọc Ánh sẽ không giấu giếm bất kỳ một cái điều gì cả. Bởi vì trước sau nếu như quý vị có nhu cầu đi xem ý, thì kiểu gì mọi người cũng sẽ biết được là xung quanh nó như thế nào. Đây, xung quanh của nó rất là nhiều cây cối, dân cư thì không hẳn là đông đúc, không thể nào đông bằng trên phố được mọi người ạ, chắc chắn luôn. Hôm trước có một quý khách hàng nào đấy comment vào một cái video của em quay một cái nhà ở Biên Giang, nó cạnh chùa, bảo sao không dám quay, chả có gì mà em không dám quay, và bởi vì trước hay sau thì quý vị anh chị cũng sẽ đến xem cái căn nhà đó thôi. Cho nên quý vị Ngọc Ánh cứ khuyến khích mọi người luôn là gọi điện để em tư vấn đúng tầm tài chính, đúng cái vị trí mình mong muốn ở và cũng như là những cái tiêu chí mình đề ra phù hợp thì mình hãy đi xem nhà nha. Và với cái căn nhà này xin nhắc lại với mọi người, hướng nhà Tây Nam, diện tích 34,2m trên sổ đỏ và với cái giá chào bán 1.500.000.000 dành cho một ngôi nhà 4 tầng xây mới. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.